Long Tròn hay còn gọi Long Máy Chém, em trai đại ca Hải Bánh bây giờ ra sao? Chào mừng các bạn đến với kênh Thế Giới Ngầm. Tiểu sử Long Tròn hay còn gọi với cái tên khác là Long Máy Chém, người em trai của đại ca giang hồ Hải Bánh ở Hà Nội khét tiếng như thế nào? Hiện tại ra sao? Trong giới hắc đạo của Hà Nội lẫn miền Bắc, Long Tròn là một cái tên cực kỳ nổi. Không những là em trai của trùm giang hồ Hải Bánh, mà còn là một đại ca thứ giữ đất thủ đô, mà nhiều người còn đánh giá là ngang tàn và bản lĩnh hơn cả anh trai mình. Long Tròn tên thật là Nguyễn Hải Long, hay còn được biết đến với biệt danh Long Máy Chém. Sinh năm 1969, trú tại phố Hàng Cót, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Lớn lên trong một con phố ở những năm 80-90 được xem là một trong những nơi có nhiều tệ nạn nhất thủ đô. Chính điều này đã tôi luyện Long trở thành một đại ca thực sự. Từ thời Pháp thuộc, bọn trộm cắp đủ các thành phần xấu hồi đó cũng chọn khu phố quanh nhà Hải, nơi để bọn chúng tụ tập. Khi Long Tròn chót sinh ra và lớn lên ở cái phố Hàng Cót, thì hàng ngày phải chứng kiến biết bao vụ đâm chém, trộm cắp, cướp giật tẩy ra như cơm bữa. Mỗi chuyến tàu điện về lại ý ới tiếng kêu cướp, mất trộm, lũ đầu gấu, đầu mèo, móc túi, rạch tỏ, Long Tròn đều nhẵn mặt. Mà tất cả cái xấu ấy ngấm vào con người Long rất nhanh. Vì thế, khi cắp sách đến trường, Long Tròn là một học sinh ngoan. Nhưng bỏ cặp sách ra là Long đã trở thành một kẻ phá trời, phá đất. Thời nhỏ, Long Tròn cùng anh trai của mình là Hải Bánh, chính là hung thần trên phố Hàng Cót. Như trong hồ sơ của công an, Hải Bánh nhớ thuở nhỏ, hàng ngày sau khi tan trường về, Hải Bánh lại cùng cậu em trai Long Tròn leo lên sân thượng của nhà mình. Cả hai tia xuống đường khi tiếng phanh két giảm tốc độ của những chuyến tàu điện. Tiếng kêu rít lên thì cũng là lúc bọn móc túi, rạch tỏ chen lấn, xô đẩy để ra tay ăn hàng của khách. Tuy nhiên, tất cả những tên ăn được hàng đều bị anh em Hải điểm mặt và tìm cách chặn đường chấn lột lại bằng sạch. Thế là nghiễm nhiên Hải Bánh trở thành đại ca của đám tiểu yêu khi còn tuổi ten. Nhắc đến anh trai của Long Tròn là Hải Bánh, chắc đa số ai đều biết. Bởi đây chính là người xuống tay hạ sát Dung Hà, đồng thời cũng là một trong những mắt xích để phá vỡ tập đoàn tội phạm của ông trùm Lâm Cam. Long Tròn, Hải Bánh bắt đầu tranh chấp địa bàn. Năm 1980 ở Hà Nội, đám đầu gấu, đầu mèo chia lãnh địa hoạt động từng khu. Thì Nguyễn Hải Long, tự Long Tròn, em của Hải Bánh cũng cầm đầu một băng nhóm du thủ du thực. Suốt ngày long lận đao trong người, trốn gia đình đi gây gổ đánh nhau ngoài phố. Mỗi khi gây hấn là Long rút dao bầu ra hành xử và từng gây thương tích cho rất nhiều người. Do vậy, đám côn đồ Hà Nội mệnh danh Long Tròn là Long Máy Chém. Ngược lại, cũng có rất nhiều lần Long Máy Chém bị các băng nhóm khác chém cho lát bình bẩy. Vào một trong những lần ấy, Long bị chém trọng thương đến liệt hẳn một cánh tay. Thương em, Hải Bánh cũng lận dao đi theo để bảo vệ. Thế là Long Tròn đi đánh nhau ở đâu là Hải Bánh có mặt ở đó. Vào trận thì Hải Bánh vào trước, cuối trận là người chặn hậu cho Long và đồng bọn dưới lùi. Có lần anh em Hải, Long và đồng bọn chém một thanh niên đến chấn thương sọ lão. Long cũng bị trọng thương phải nhập viện. Không ngờ
cả đầu gấu và đầu mèo cũng đều phải làm điều trị vết thương cùng lơi. Hải Bánh sợ băng nhóm kia trả thù nên lận dao trong người trực trong bệnh viện cả đêm để bảo vệ cho Long khỏi bị đồng bọn đối thủ lấy số. Đối phương thấy Hải Bánh ghê quá nên cũng không dám manh động. Sau đó Hải Bánh được đám đàn em tôn làm đại ca và Hải Bánh sau đó cho là một sự tưởng thưởng. Khi đã là chùm một băng nhóm giang hồ thì Hải Bánh bắt đầu mở rộng tầm hoạt động. Điều đầu tiên là tổ chức bảo kê đám móc túi trong chợ Đồng Xuân. Hàng ngày, Hải Bánh và Long Tròn xuất hiện ở chợ Đồng Xuân chỉ để thu tiền bảo kê và cũng không tốn nhiều thời gian. Hải Bánh đã trở thành một ông trùm giang hồ, gã lắm trong tay hàng chục tên đầu gấu, đầu mèo cộm cán, khẳng định tên tuổi trong giới giang hồ đất Bắc. Tuy nhiên, theo thông tin khác biết được, thì chính Long Tròn mới là cái tên khiến cho những giang hồ Hà Nội đó không dám động vào Hải Bánh. Bởi lúc đó, Hải Bánh có thù với rất nhiều giang hồ Hà Nội chính hiệu, cho nên tính mạng của Hải lúc nào cũng được tình trạng báo động. Nhưng với ông em có biệt danh Long Máy Chém thì đại ca giang hồ Hà Nội nào cũng phải chùn tay, bởi chẳng ai muốn đối đầu với một dân chơi đích thực Long Tròn. Sau này khi Hải Bánh phải vô lam lập nghiệp ở lại Hà Nội thì Long Tròn vẫn là một đại ca thực sự. Long gây ra không biết bao nhiêu vụ án tại thủ đô. Các trinh sát của công an quận Hoàng Mai cho biết, theo thông tin ban đầu, tên này có 4 tiền án tiền sự, trong đó có 1 tiền án về tội giết người. Tuy nhiên, quá trình điều tra, công an quận Hoàng Mai xác định số tiền án tiền sự một nghi phạm này sở hữu nhiều vô kể, với 90% trong số đó là tội cố ý gây thương tích. Công an quận Hoàng Mai được công an tỉnh Hà Nam cung cấp một thông tin rất đáng chú ý. Trong quá trình thụ lý án về tội cố ý gây thương tích trong một lần va chạm với một bạn tù, Nguyễn Hải Long lao vào tấn công nạn nhân, khiến nạn nhân bất tỉnh. Được biết, khi còn trong trại giam Hỏa Lò hay là Ba Sao, Long Tròn luôn là một đại bàng thực sự. Sau khi ra tù vào năm 2010, Long trở về Hà Nội tụ tập đám đàn em lại để tìm cách hoạt động. Khi ra tù một thời gian, Long không còn ngang tàn như xưa nữa. Mà theo những người tiếp xúc với Long thì khá thân thiện, vui vẻ, nhưng bản lĩnh trong người thì vẫn còn thừa. Nếu cũng nói là danh tiếng của Long vẫn còn khét sau bao nhiêu năm ngồi trong khám. Đi tù trở về, cuộc sống của Long khá bình thường. Tuy nhiên, vì chuyện tình nam nữ mà một lần nữa Long Tròn phải trả giá. Cụ thể vào năm 2016, Long bị công an quận Hoàng Mai ra quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích. Lần phạm tội này của Long khá khôi hài. Dù lớn hơn tới 26 tuổi, nhưng Long vẫn có cảm tình với một cô gái 22 tuổi quê ở Thanh Hóa. Chẳng biết mối tình này bắt đầu từ khi nào, nhưng đàn em của Long thấy đại ca say cô gái trẻ như điếu đổ và cũng cực kỳ ghen tuông. Trong những lần cả hai đi bên nhau, nếu các chàng thanh niên nào liếc nhìn bạn gái, Long quắc mắt khiến cho địch thủ run sợ. Mà canh kỹ bạn gái như vậy, nhưng cuối cùng Long vẫn bị cô gái này cắm sừng. Khi anh ta lờ mờ phát hiện và sự thay đổi, lại cho đàn em theo dõi nhằm thu thập chứng cứ để đánh dằn mặt tình địch. Cuối cùng Long đã xác định người thứ ba chen chân vào cuộc tình của mình.
Người này là Nguyễn Hữu Dương, quê Thanh Hóa. Chiều ngày 6 tháng 5 năm 2016, Long dẫn theo ba đàn em chưa xác định được danh tính, mang theo bốn con dao quắm. Họ đến nhà trọ của người thanh niên này để tìm người yêu. Tại đây, ngoài Dương còn có ba người bạn khác. Sau khi lục tung khắp dãy phòng trọ mà không tìm thấy người yêu đâu, Long nổi điên cùng với đám đàn em vung dao lao vào anh Dương và bạn bè. Khi các nạn nhân lầm gục xuống lề nhà, gây án xong, nhóm này nhanh chân bỏ trốn. Các nạn nhân được cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Tuy nhiên, lo sợ trả thù, những người này không dám tố cáo với cơ quan công an. Có người còn rút đơn kiện. Tuy nhiên, sau đó công an quận Hoàng Mai vẫn ra quyết định khởi tố bị can, truy nã Long và đồng bọn về tội cố ý gây thương tích. Vào ngày 10 tháng 7 năm 2017, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cho biết đã tạm giam Nguyễn Hải Long về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng. Những tiền án, tiền sự như trên được đối tượng tích lũy trong thời gian dài. Đám giang hồ mỗi khi nhắc đến Long không khỏi sợ hãi, bởi Nguyễn Hải Long là em trai của Nguyễn Tuấn Hải, tức Hải Bánh, cũng từng là đàn em của Khánh Trắng. Trước đó ít ngày, qua công tác nghiệp vụ công an phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã xác định Long đang điều khiển xe ô tô di chuyển từ tỉnh Hưng Yên về thành phố Hà Nội. Trên xe mang theo vũ khí nóng. Công an đã bố trí lực lượng theo sát đối tượng này. Khi xe ô tô của Long dừng trên phố Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, tổ công tác tiến hành kiểm tra xe phát hiện tại ghế sau xe ô tô của Long một khẩu súng dài. Kế đó là một hộp tiếp đạn, bên trong có 354 viên. Dưới ghế là một khẩu côn và 5 viên trong ổ. Tại cơ quan công an, Long khai vào tháng 4 năm 2017 đã mua 2 khẩu súng và số đạn trên tại cửa khẩu biên giới Lạng Sơn với giá 39 triệu đồng. Theo như thông tin chúng tôi được biết, hiện tại Long Tròn đã được ra tù. Đã có khá nhiều hình ảnh hai anh em trùm giang hồ Long Hải chụp cùng nhau.